Rồi, hello, xin chào nhà, quay lại kênh Cá Coi Trần Đức Cường. Hôm nay là mùng 4 Tết. Mấy ngày nay cả nhà ăn Tết vui không? Tết thì chúc cả nhà sức khỏe nha. Nhậu ít ít thôi nha. Bây giờ hiện tại mình đang có mặt ở khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cả nhà. Và hôm nay có dịp thì mình đi thả cá. Cái thời điểm này thì chưa có Tết nên bên mình chưa nghỉ Tết, nhưng mà video đăng lên thì mùng 4 Tết rồi cả nhà. Cái hồ này thì mình đã quay video hai lần rồi. Lần đầu là mình đi ống, lần thứ hai là mình lắp vật liệu, và lần thứ ba bây giờ là lần mình thả cá tết hồ. Thì cả thả cá tết hồ thì mình cứ thả cá Việt thôi, nhưng mà bây giờ đang Tết nên mình sẽ thả bốn em bự màu vàng cho nó có sắc xuân nha cả nhà. Rồi, cả nhà nhớ đăng ký kênh để mình theo dõi mình, để mình siêng chạy hơn, quay thực tế cho cả nhà những cái hồ cá coi. Có gì đó thì cả nhà tham khảo, lỡ như cả nhà có cần xây hay gì đó thì cả nhà có thể tham khảo được ha, những cái chia sẻ của mình với những cái hình ảnh hay là những cái cảnh quan gì đó thì cả nhà cứ tham khảo từ từ. Rồi, mời cả nhà theo chân mình vô nhà ảnh nha. Rồi cả nhà, ở đây người ta ở dọc đường, ngoài lề đường mà người ta làm mai đẹp không? Đó, người ta làm mai đồ quá trời luôn. Quá trời, ở đây thì khá là vắng người đi. Đó, có mai rồi. Hôm nay mình thả cá thì cũng có 4 con thôi, nên mình đem cái thau nhỏ thôi, chứ không có đem thau lớn ha. Mình bưng cái thau đây. Nhà ảnh hoàn thiện rồi đó nha, hình như chắc dọn vô ở rồi đó. Mà chưa có nghiên cứu à, và có cái đồ bệ bật đi lên rồi nè, nhưng mà bật xe thôi. Đây, anh đi âm ở trong này nè cả nhà, lôi ra à. Thiết kế cái kiểu này thì do cái nhà hơi cao so mặt đường, chắc là anh tính trước khoảng chừng vài năm nữa là nó làm cái đường lại á, thì nó nâng đường thì nhà mình khỏi cần nâng, cũng có lý với nhà ha. Và sẵn tiện đem cho ảnh thêm hai bao cám để cá ma qua xay ép để ảnh cho cá ăn từ từ ha. Chỗ này ảnh làm rêu đẹp ha. Wow, làm rêu đẹp không cả nhà, cái đường đi lên ảnh làm rêu, cái góc chỗ này hình không biết xong chưa nhưng mà đẹp quá trời rồi ha. Ở đây có một cái bơm nè, bơm lên cái tre này và cho thả nước xuống. Và chỗ này cảnh quan thì đi rêu và cái cây xanh rất là nhiều ha. Ồ, chỗ này cũng đẹp quá ha, một góc nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi bây giờ mình đi vô nhà mình coi thử. Vậy vậy là giờ vẫn còn đang trang trí nữa nha. Cây này hồng thiệt hay giả vậy ta? Cái hồng giả. Những cây thiệt chứ. Chỗ này có một cái quầy tiếp khách. Ồ, có quá trời kiếm kìa. Kiếm thiệt hay giả vậy? Rồi để mình update xe lại cho cái nhà xem về cái hồ ha. Đây. Đây bữa nay cây xanh đồ lên đẹp rồi cả nhà ha. Đó, cái thác cả nhà thấy cái thác chảy không? Nó ra cái góc chỗ kia. Cái thác này mình xài bơm một ngựa nha cả nhà, cho nó ra nước nhiều lên đây, xong một tràn qua đây, xong một tràn xuống. Cả nhà thấy nghe tiếng thác cũng rất là lớn ha. Cái hút mặt này sao nó nằm ở dưới rồi nè, bác mình chỉnh lại đưa lên tí, hoặc là nước anh đang chỉnh lên, anh đang đắp rêu quá nha, đang đắp rêu nè. Có sỏi nữa, mà mấy cục sỏi này dễ rớt lại xuống dưới lắm đó nha, mấy cục sỏi này không biết có dính không. Ồ, anh không có để dính nè, cái này có thể nó rớt xuống lại á. Đây cá đây, mình đem bốn em cá màu vàng để thả xuống, có trường đạp chúng đá là rớt xuống lại á. Một lát nữa mình để đọc, mình để cái thao ở dưới này luôn nè, rồi mình đổ cá ở dưới này luôn, lấy nước này luôn cho nó đẹp chứ khỏi bưng lên đây. Giống như trang mình bắt ấy, mình bỏ cái thao mình lấy một nửa nước mình bỏ vô. Không, ý là bây giờ anh nói là nè, em bưng cái thao vô đi, bưng cái thao, bưng cái bao cá bỏ vô cái thao luôn là nó nổi, mà cái thao ở đâu có chìm được. Đó.
chìm không? Sao chìm được ta? Thì cái bao đó nó vẫn nổi mà. Ờ, bưng lên thử. Bể luôn cái ao hả? Ủa chứ nghe nó kêu gì? Đó, đó vậy đó. Ừ, ý anh vậy đó. Chìm hả? Để trên này nó ướt ướt thì nó dơ. Để trên này sợ nó ướt cả nhà. Thôi vậy thôi để trên đi chứ giờ sao giờ. À, để anh xuống lấy mấy cái khăn. Ủa, sắp xong chưa anh? Kịp. Lấy cái khăn đem lại. Hả? Trải ra. Đây, có quá trời khăn nè. Đây, có bảy gì đó. À, tại thật ra thì cái cá nhật hay là gì đó thì mình sẽ bỏ thau hoặc là tăng xanh rồi cho nó đẹp cả nhà. Còn cá Việt thì cũng không cần đâu, nhưng mà tại lên hình ảnh cho nó đẹp tí, chứ bây giờ mà làm xấu quá thì cũng kỳ. Đây cái tủ điện này hôm bữa bên mình đi nè cả nhà. Tủ điện thì cả nhà dễ lắm, cả nhà cứ mua cho mình một cái tủ 80-60 bắc tường sẵn, rồi trừ cho mình hai cái dây nguồn điện thôi, rồi mấy cái này là mình mua hết, mình mua về mình tự lắp, mình có bao nhiêu thiết bị là mình tự bỏ vô rồi mình ấy. Cả nhà nghe máy sủi ha, mình đóng lại thì không có nghe nha, đóng lại là nghe rất là im luôn. Đây là mấy chỗ này có khúc nhỏ thôi mà anh trồng tiếp được ba cây luôn nữa nha, chỗ khúc nhỏ mà anh trồng ba cây luôn. À, thì mình nói sơ lại về cái hồ này nha. Cái hồ này là hồ chính ngoài đó là 10 khối, cái lọc này là 5 khối. Đi 2 ống hút đáy 60, 2 ống hút mặt 60 vẹo lắng số 1 về ngay đây. Chỗ này là gắn UV và ứ chết mẹ nặng quá. Thôi khệ, khỏi. Hôm bữa coi một cái clip trước thì cả nhà thấy rồi đó ha. Chỗ này sẽ có UV nè, bơm hút phân nè, rồi chổi đi dọc qua đây là xi mắc nè, xong rồi tới ken nét nè, rồi tới đá lông vũ nè, rồi tới sứ thanh, rồi tới mấy bơm luồn nè, rồi bơm thác. Tổng cộng là hồ này có 3 bơm nè, 2 đèn UV nè, rồi chổi với xi mắc đó, thì số lượng nó lâu rồi mình không nhớ nữa. Đây tủ điện thì cả nhà chia ra đó, mình có bơm phân, bơm thác, bơm luồn nè, rồi UV và CB đó. Mình bơm phân thì cả nhà có thể xài đồng hồ cũng được, hoặc là cả nhà có thể tự công tắc cũng được. Nếu thích xài đồng hồ thì mình hẹn gắn cái đồng hồ, mình hẹn giờ thôi, nó tự bơm rồi nó tự cấp nước vào thôi, thì mình đỡ phải dùng công tắc hơn. Còn dù mình muốn tưới cây thì mình phải tự tay mở để mình tưới cây. Tại vì cái đó mà xài cái bét phun này là không có được nha. Tại bơm phân nó bơm vô là nó nghẹt cái bét, nên bắt buộc phải xài ống bự để bơm thứ cây. Thì bơm thứ cây thì bắt buộc cả nhà phải tự bật. Chỗ này làm thiết kế đẹp ha. Quá trời đẹp luôn đó nha. Cả nhà thấy có chút gì hay thì cả nhà tự ấy nha. Tự chụp hình lại ha. Tại vì còn tất cả cái hồ này đa số là mình làm hết từ cái xây dựng thôi. Từ thác tới ống tới vật liệu tới này là mình làm hết cả nhà. Để coi đứng góc bên này coi đẹp không. Đó, đúng rồi, cả nhà thấy cảnh cũng đẹp ha. Có nghĩa anh làm sao mà từ trên lầu cũng nhìn xuống được nè, phòng khách cũng nhìn qua được nè, phòng nghỉ nè, hay là phòng ăn cũng nhìn ra được cái hồ cá luôn. Đây, bốn em cá bự, bốn con cá này size 40 rồi đó nha. Cá Việt, nhưng mà mình dùng test hồ thì mình dùng cá Việt cho chắc cú, để có tránh thiệt hại ha. Thì cái hồ này thì mình cũng quay nhiều rồi. Bây giờ quay tổng thể lại thì quay dài quá thì không có gì quay hết. Đó. Cả nhà mình quay sơ sơ mấy cái cảnh quan, rồi cả nhà thích cái nào thì cả nhà chụp hình lại. Rồi mình làm theo ha. Đó, ví dụ như cái bức tranh ở sau nè, nó cũng hay hay ha. Đây có cái đường đi luôn. Anh làm mà anh vẽ tre rồi, anh có trồng tre nè, trồng tre rồi, trồng cây đồ quá trời luôn. Buổi tối chắc đẹp ha, anh gắn đèn nhiều nè cả nhà, thấy đèn nè, đèn cũng khá là nhiều á, vậy là buổi tối là nó bung lên là cũng khá là đẹp. Hoàn thiện bếp nút đồ hết rồi cả nhà, bữa nay chắc
chắc sắp ở rồi quá. Ồ, cái vàng này vàng nướng, lò nướng ha cả nhà, của hiệu Boss đẹp ha. Ồ, cái này đẹp nè, cái này giống như phong cách Nhật á, anh làm cái tủ cái kiểu giống như phong cách của Nhật á nha. Bếp thì anh dùng bếp điện hết luôn, có máy rửa chén nữa, có máy rửa chén chứ khỏi cần phải rửa ha. Nói chung mà đẹp thiệt. Đây rồi, cả nhà thấy đẹp chưa, để mình kêu nó bắt cá bỏ vô ha. Bắt cá đi trọng, bắt cá đi. À, bắt cá để thả mấy em cá xuống rồi coi thử sao cả nhà ha. Bây giờ anh nâng cái hút mặt cả nhà, bây giờ anh muốn làm cho cái nước cao lên nên bây giờ bắt buộc phải nâng hút mặt. Lúc đầu thì không có, lúc đầu thì mình làm đúng thôi, nhưng mà lúc sau anh muốn nâng cái nước lên cho nó đẹp hơn thì cứ muốn nâng lên thì mình nâng lên thôi, dễ mà, mua cái nối gắn vô cái hút mặt thôi. Ở nhà thấy cái thác đẹp không, thác này là bằng đá đá lũ đen cả nha. Tính ra cái thác chính nó chảy qua đây, nó chảy qua đây, nó cái hướng này là nhiều nước hơn, cái hướng bên kia ít nước hơn kìa. Bên kia nước ít thôi, hướng bên này nhiều nước hơn. Thác hơi mạnh cả nha ha, luồn động quá trời luôn nè. À, trong cái lúc mà gắn thác á, thì mình có làm cái van để chỉnh nữa nha cả nhà. Nếu mà cả nhà thích, mà thích cái hồ mà ít ít động như vậy thì là làm cái thác nhỏ thôi, rỉ 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 thôi thì nó sẽ không có động nhiều, mình sẽ gắm cá ngon lành hơn. Còn ví dụ mà nó có thích thác á, mình thích thác á thì mình làm thác lớn, làm thác lớn thì nước nó sẽ động như thế này. Đây có 4 con cá màu vàng. Thì cái ý gì? Đổ lại có cái ca nhỏ ở sau á, đi kiếm cái ca nhỏ. Nè nè, tại nước nó đầy quá, nước đầy quá anh múc bớt xuống. Từ dưới nhà mình lên trên này nó gần đó nha, có chạy từ sáng lên đây sớm thôi, nó cũng khoảng chừng do kẹt xe thì đi khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ. Thì cá mà khi mình giao thì mình dưỡng kỹ, không có cho ăn, thì lúc mà bắt ra rồi cả nhà thấy nước đó, trong cái bọc cá nó sạch không, chứ không phải giống như nếu mà đi xa hoặc là chưa giống như bán cá bất chợt á thì nó sẽ có lặn cặn rồi phân đồ trong cái lúc cái bọc rất là nhiều. Còn này đổ ra cả nhà thấy nước trong veo không, là do mình không có cho ăn. Dưỡng như vậy thì mình đi đường xa nó sẽ không có, nó không có bị mệt nha, lúc mình thả cá xuống hồ nó cũng không sao. Còn thường mà cá mà đem tới mà bọc nó dơ là nước phân đồ nhiều thì sẽ không có múc cái nước này xuống hồ được, thả cá xong rồi đổ cái nước nó đi luôn. Còn cái này là nước nó trong veo à, ok không sao cả nhà ha. Lô màu vàng này thì đợt vừa rồi mình cũng dưỡng lâu á, dưỡng khá là lâu để mình lào cho nó. Cái nền này ảnh lót, ảnh làm gỗ hết cả nhà, đi rất là êm chân luôn á nha, đi êm chân lắm. Ở trên này anh làm bằng chiếu hay ha. Đó, thấy cái phong cách ảnh làm cũng hay nên mình quay quá trời vậy để cho cả nhà học hỏi. Có cầu thang bằng gỗ nữa nha. Nghe tiếng thác rất là mạnh cả nhà ha. Tại bơm một ngựa thì khá là mạnh. Ở trên này anh có treo một cái chuông gió đẹp không? Ở bên này có một cái cây lộc vườn nữa nè. Ồ, ở trên kia quá trời cây luôn đó nè. Ở
Anh có trồng dứa nè, anh mới nhét dứa rồi vô trong mấy cái ốc nè. Cái sân, cái bên vườn, bên cây này là có người thiết kế hết rồi đó nha. Có bên cây họ thiết kế lên bản vẽ sẵn rồi, họ vô họ làm thôi. Còn bên thác mình cũng lên, mà anh cũng lên bản vẽ sẵn cho mình rồi mình làm. Bên mình làm nó khác. Để mốt nó lên cây đều, đều, đều hết mấy cái cây này nó lên ok hết là đẹp rồi. Cả nhà thả cá thì cả nhà để cho nó quen nước, quen nhiệt độ á, xong rồi mình tắm tím sơ sơ cho nó bị vây đồ nó đâm á, thì mình tắm vô cho nó đỡ bị nhiễm trùng, mai mốt nó khỏi bị rẻ rồi nó bị bệnh nha cả nhà. Cả nhà có thể làm cái phao ở trong hồ giống vậy cũng được, hoặc là làm cái phao ở trong cái ô chổi cũng được, tại vì ô chổi là cái ô ít nước, nó gần bằng với cái hồ. Chứ còn cả nhà làm ở ô bơm thì khó lắm nha, đừng có làm ô bơm, nước vào đừng có làm ô bơm, làm ở ô hồ chính hoặc là ở ô chổi thôi. Nếu cả nhà muốn cái hồ chính mình không thấy cái ống này luôn thì cả nhà làm ở ô chổi là ok nhất. Còn cái loại hút mặt này là hút mặt răng nè, răng này thì nó không có xoay, nhưng mà có điều là nó có thể úp lại để nó ngăn cám. Ví dụ cả nhà cho nó ăn á, cả nhà úp nó vậy nè, là cám nó nước nó tới đây thôi chẳng hạn, thì cám nó cứ tới đây là nó đứng đây, hoặc là tới đây nó đứng đây, sao mà cá nó bu lên nó rỉ nó ăn hết nha, mình khỏi cần phải đi lụm lại hoặc là vô trong những cái ô lắng ha. Nghe nước đã ha, rồi bỏ đi tắm tím cho nó đi. Tại khi mà cá lớn thì, nhưng mà tùy theo cái tình trạng cá, ví dụ cá ngoài Bắc đưa vô thì nó yếu thì cái nhà đánh sơ sơ thôi nha, cái đánh nhiều là nó chịu không nổi đâu, bỏ vô nó lật xe hết. Cái nhà còn cá với mình thì đã dưỡng kỹ rồi thì đưa lên thì nó khỏe và sẵn rồi, nên mình liều lượng tím nó vừa phải thôi, tại mình tắm sơ qua thôi. Tím này thì mình sát khuẩn ngoài da nè, rồi nó hấp thụ vô trong mang nó cũng sát khuẩn cũng ok lắm, nhưng mà nó không có mạnh bằng cái thuốc sát khuẩn mà thuốc xanh đâu nha, xanh methylene hoặc là gelatina, nói chung là nhiều loại xanh thì nó sẽ trị, ví dụ trị khuẩn nấm luôn, trị rất là nhiều thứ. Mình đứng bên này mình quay cho nhà xe, nãy giờ cũng hơi dài đó tại mình định quay một cái video ngắn thôi, nhưng mà đợi cá cho nó quen nhiệt độ rồi bắt xuống á, thả coi thử. Tại vì con cá này nó ở trên thao, cả nhà thấy nó to vậy chứ xuống cái hồ này nó nhỏ xíu à, cái hồ này sâu lắm đó nha, sâu tới cả mét á. Thì ảnh kêu anh test thôi, ảnh đi công tác nước ngoài liên tục à, thì bây giờ test thứ cá Việt qua Tết là thả cá Nhật cho nó đã, nhưng mà chắc là qua Tết là giảm thác lại bớt, tại muốn cá Nhật á thì giảm thác lại cho nó chạy riêu thôi ha, cho cá nó bơi cho mình thấy nó đẹp. Mà Tết mà thả cá vàng cũng có ý nghĩa lắm nha mang mùa xuân đến rồi xong, nước động không thấy gì luôn, là sâu quá, hồ này khá sâu nên không thấy luôn. Thôi có cái chỗ nào à, em bưng vô đây nè, không mà đợi xí đi anh với em bưng. Rồi cả nhà, thì mình định quay cho nên nếu mà nước im quay. À, ra tắt cái thác giùm anh với. Ra tắt cái thác ra. Để mình quay thử coi cá nó bơi như thế nào. Nhưng mà thác bự quá, để mình tắt thác thử ha. Tắt thác phải đợi xí để cho nó im hết. Đây, bố em dưới đây nha. Hơi chói nắng ha. Đó, nên thường thì nếu mà cá mà nó bự lên như cái tàu ngầm rồi đó nha, thì mình ngắm cá theo kiểu là không thác luôn, nước im luôn đã lắm, nó bơi từ từ bơi đã lắm nha. Còn mình mới thả này, mới chơi, mới tạo cảnh quan á, tại đây là mới tạo cảnh quan, mới chơi để cho cây đồ riêu đồ lên á, thì mình nên bật thác để duy trì hơi ẩm, hơi nước đồ xung quanh này để cho cái hồ mình lên xanh hết. Đó, bây giờ mấy em cá bơi ngay đó kìa.
Rồi khi nào mà có dịp mình lên update thêm cái Nhật hoặc là có cơ hội thì mình lại update thêm cho cả nhà để cả nhà xem được cái chất lượng nước. Còn thật ra chưa có cá và cũng chưa có gì hết. Và còn vật liệu lọc thì quá trời rồi nên không có gì để nói rồi. Tất nhiên là nước chắc chắn phải trong rồi. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau nha. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi mình. Sang năm mới 2023 thì mình sẽ có chuyến xuyên Việt mới để quay những cái hồ cá koi khác cho cả nhà xem tham khảo ha. Rồi bye bye.